Nếu ưu tiên thì nên ưu tiên thiền Vipassana hay thiền chỉ trong các thời khóa thiền tọa, con thường chỉ có thể đạt tứ thiền. Còn những thiền cao hơn thì con chưa xác định được nó như thế nào. Có đôi khi con ngồi ngay lập tức đã nhập vào tam thiền, vậy điều đó có đúng không thưa sư? Có những khi mà sư đọc thực sự mà à, thôi bây giờ nó như vậy. Đầu tiên, nếu như mà nói về khía cạnh tu tập giải thoát thì thiền Vipassana quan có cái tầm quan trọng hơn thì các cái tầng thiền chỉ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Phật coi nhẹ các cái tầng thiền chỉ. Tùy theo phước của mình. Với những người mà nhiều phước thì họ sẽ có cơ hội tu tập các cái thiền chỉ trước khi họ bắt đầu qua các cái thiền quán. Và trong quá trình tu tập á, nó có những cái loại người, thứ nhất á, là chỉ trước quán sau, cái thứ hai là quán trước chỉ sau, có người là vừa chỉ vừa quán, và có người là thuần quán mà không có chỉ, tức là có bốn bốn thể loại. Tùy thuộc căn cơ của mỗi người mà có cách áp dụng khác nhau, cho nên cái câu hỏi này chúng ta không có cái câu trả lời nhất định được. Còn một cái vấn đề nữa là quý vị chứng thiền. Sư hỏi thiệt, ai xác nhận quý vị là người chứng thiền? Nên nhớ là Ngài Pa Ốc á, Ngài khẳng định là Ngài chưa bao giờ xác nhận một ai chứng thiền. Chẳng qua là do cái lời trình pháp của người đó họ trình ấy, thì Ngài hướng dẫn các phương pháp tiếp theo. Còn cái chuyện là người đó có chứng hay không là bản thân Ngài Ngài cũng không có xác nhận. Và bản thân cái việc chứng thiền nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Thành ra đó nên cẩn trọng. Có người họ nói với sư theo cái cách mà họ chứng thiền, nhưng mà khi sư tiếp xúc á, sư mới phát hiện họ là người lạc vô nhân, mà người lạc vô nhân là không thể chứng thiền, mà sư không biết là họ đi ở cái trường thiền nào, vị thầy nào dạy họ mà họ lại có cái kiểu khẳng định như là họ chứng thiền. Cái người nhị nhân và người tam nhân thì rất là khó phân biệt, nhưng người lạc tam nhân thì rất dễ phân biệt. Mà không hiểu họ tu ở đâu, vì thầy họ là ai mà họ lại tự tin là họ chứng thiền. Sư không có nói là cái vị đang hỏi câu này. Ý sư muốn nói là gì? Tức là có nhiều nhiều vị đó hướng dẫn thiền là hướng dẫn theo cái cách mà cái vị thiền sinh ấy trình bày như thế nào thì cái vị thầy nghe như thế và hướng dẫn các cái bước tiếp theo, chứ bản thân vị thầy đó cũng không cách chi xác nhận được, biết được là cái con người đó có chứng thiền hay không. Và bản thân vị thầy chúng ta phải hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận, nó không đơn giản. Mà chúng ta lạc, chúng ta tưởng chúng ta chứng mà chúng ta không chứng thì đó là một điều tai hại. Thành ra cái chuyện mà quý vị hỏi thì đầu tiên sư không biết quý vị là ai, sư không chắc là những cái mà quý vị đạt được á nó có phải là cái thiền chứng hay không, cho nên là sư không có nói bừa, và vì vậy sư không hướng dẫn những cái phương pháp cao hơn. Và sư phải nói là quý vị nên hết sức thận trọng và hết sức cẩn trọng. Như sư nói hồi nãy, ngay cả một vị thiền sư mà không biết là vị vị thiền sư ở chỗ nào, nếu mà sư biết chắc sư cũng né né, tức là
cái người lạc vô nhân mà họ xác nhận là người đó chứng thiền thì sư chịu thua.